Đây, mình cũng đã dỡ sẵn cho mọi người cái áo khoác phiên bản mới nhất đây. Thì như mọi người có thể thấy là ở áo đổi bài phiên bản cũ hay áo đổi bài phiên bản mới thì nhìn bề ngoài của nó cũng đều rất là khó phát hiện ra, và nhìn nó y hệt như những chiếc áo bình thường, không khác gì những chiếc áo bình thường nhá. Chất liệu thì hoàn toàn là chất liệu cao cấp hết đó. Bên ngoài của nó thì được làm bằng vải dù cao cấp này. Mọi người nhìn cái khóa của nó là mọi người có thể thấy được là cái độ cao cấp của nó như thế nào nhé. Đấy, thì bên ngoài hay là bên trong thì nó đều là cái chất liệu cao cấp hết. Nó giống hệt như những chiếc áo bình thường. Đây, mọi người nhìn, mọi người có phát hiện ra đây là áo đổi bài không? Nếu như mình không nói thì mọi người không thể nào phát hiện được ra đây là áo đổi bài nhé. Nó đều là cái dòng sản phẩm cao cấp, và kể cả phiên bản cũ và phiên bản mới. Vậy, ở phiên bản cũ và phiên bản mới nó khác nhau ở cái gì? Thì ở phiên bản cũ, áo đổi bài thì cái thiết bị đổi bài ấy, để đợi mình một tí để mình lấy cho mọi người. Áo đổi bài phiên bản cũ thì cái thiết bị đổi bài của nó sẽ được đổ ở bụng như thế này. Đó, được đổ ở bụng như này. Nhưng khi mà được đổ ở bụng như thế thì nó cũng mang lại rất là nhiều hiệu quả cho mình. Nhưng bên cạnh đó nó vẫn mang lại những cái bất tiện và những cái mà mình khó dùng, khó sử dụng và khó trao đổi. Bên mình đã nhìn nhận được ra cái bất tiện đấy, và bên mình đã lên kế hoạch và sản xuất ra một cái áo đổi bài phiên bản mới. Đó là được độ ở ống tay áo. Cái máy đổi bài như thế này sẽ được độ ống tay áo như thế này. Đây. Đó, được độ ống tay áo. Và nó được độ rất là kỹ nhá. Mọi người nhìn này. Nó được độ rất là kỹ và rất là khó phát hiện, được ngụy trang rất là kỹ càng. Đấy. Với cái áo đổi bài phiên bản mới như thế này thì cái việc trao đổi bài của mình nó lại trở lên dễ dàng hơn bao giờ hết. Mình chỉ việc để nguyên, mình có thể trao đổi bài ở bất kỳ vị trí nào, chứ không cần thiết phải đưa xuống bụng như là ở phiên bản cũ nữa. Đó, thì nó rất là nhanh và rất là tiện lợi là ở điểm như thế. Đó. Và bây giờ mình sẽ test thử cho mọi người thấy, chứ không thì mọi người sẽ nôn nóng đúng không ạ? Áo đổi bài này thì nó sẽ chạy bằng pin nhé mọi người. Mình sẽ lắp vào đây 4 cục pin như thế này. Và mỗi lần lắp 4 cục pin nó sẽ sử dụng được trong khoảng thời gian rất là lâu, chứ không phải là 1-2 lần đâu. Sử dụng rất là lâu nhé. Đây, nó có một cái nút bấm để nhả con bài của mình ra. Và bây giờ mình sẽ test thử cho mọi người thấy nhé. Đây, trên tay mình hiện tại đang cầm hai lá bài khác nhau, hai lá bài double Q, hai lá bài double K giúp mình nhé. Và cái cách thức hoạt động của áo đổi bài là như sau. Khi mà mình đưa con bài đầu tiên vào, đến miệng nó sẽ tự động hút và nút cái lá bài ấy lại. Trong những ván bài tiếp theo, nếu như mình muốn đổi cái con bài ở bên trong đây thì mình chỉ việc lấy một con bài khác và mình đưa vào như thế này. Nó sẽ tự động hút và nhả lá bài kia ra cho mình. Rất là nhanh nhá, thao tác rất là nhanh. Đấy, thao tác rất là nhanh, rất là nhạy. Đây là cái phiên bản mới nhất, mình xin nhắc lại đây là cái áo đổi bài phiên bản mới nhất. Thao tác của nó rất là nhanh, rất là nhạy. Và đặc biệt là tiếng kêu rất là bé, rất là bé, không thể nào mà nghe thấy được nhá. Đây. Đấy. Rất là bé, tiếng kêu bé cực kỳ luôn. Chưa. Và đổi bài cực kỳ nhanh nhá. Nhanh và nhạy chưa từng thấy luôn. Rất là nhanh, rất là nhạy, nên là nó sẽ hỗ trợ cho mình trong cái cuộc chơi rất là nhiều. Đổi bài cực kỳ nhanh, nhạy, rất là êm tai, và đặc biệt là tiếng kêu rất là bé nên là những người ngồi xung quanh mình sẽ không thể nào mà nghe thấy được. Và cái áo đổi bài này nó có một cái ưu điểm, đó là khi mà mình mua áo đổi bài và mình sử dụng ấy, thì mình không việc gì phải tuồn cái ấn vào đây nó sẽ nhả ra bài này. Đó, thì mình không việc gì phải tuồn những cái bộ bài của mình vào. Ví dụ như mình chơi máy đổi bài, máy đánh bài hay là chơi kính áp tròng xuyên thấu thì mình cần thiết bắt buộc mình phải tuồn một bài của mình vào trong. Nhưng mà đối với áo đổi bài thì mình không cần phải tuồn. Nó sẽ hỗ trợ đổi cho mình tất cả các loại bài, từ bài Tây sang bài ta, từ bài nước ngoài sang bài nước mình, từ bài size bé đến bài size to nhé. Đây, mình sẽ test thử bài Tây cho mọi người thấy nhé. Trên tay mình đang cầm hai lá bài Tây nhé. Và mình test thử cho mọi người thấy này. Cách thức hoạt động y hệt như bài nước mình thôi. Rất là êm, đó. Êm tay cực kỳ luôn, thích tay cực kỳ luôn nhé. Các bạn mua về thì các bạn nhớ là tập
trong vòng 15-20 phút để cho quen tay đi thì sử dụng nó sẽ dễ dàng hơn nhé. Rất là êm luôn, trơn, và cái tỷ lệ rắc bài và tỷ lệ nuốt bài là không có nhé. Tỷ lệ rắc bài và nuốt bài là không có, hoàn toàn không có nhé. Mọi người có thể thấy này, mình đổi rất là nhiều lần rồi và chưa bị rắc bài hay là chưa bị nuốt bài một lần nào nhé. Tiếng kêu cũng rất là bé. Pin thì nó rất là để mạc rồi và cách đeo ai cũng biết rồi, nên là chị không cần phải hướng dẫn kỹ đâu nhờ. Xong rồi các em ơi, và bây giờ chị sẽ test thử cho các em thấy được là cái công cụ này nó hoạt động như nào nhá. Mình chỉ cần lắp pin vào thôi là mình có thể dùng được luôn rồi. Giữ và nhả lá bài khác cho em nhá. Đưa vào miệng thôi nó sẽ tự động nhả lá bài khác cho các em này. Đó, rất là nhanh nhá, đổi bài rất là nhanh và rất là êm nhá. Các em mua về thì các em chỉ việc tập cho nó quen tay trong vòng mấy phút thôi, 15-20 phút thôi là các em có thể trao đổi bài một cách ok rồi nhá. Đó, rất là êm. Thì ngoài lá bài nước ngoài, nước mình ra thì nó còn có thể trao đổi cho các em tất cả các loại bài, từ tất cả các loại bài size to đến tất cả các loại bài size bé, từ tất cả các loại bài nước mình sang tất cả các loại bài nước ngoài nhé. Bởi vì cái áo này nó không có bài đi kèm ấy, tức là nó sẽ hỗ trợ đổi cho mình tất cả các loại bài, bài nào nó cũng đổi được, nên là các em cứ yên tâm khi mà sử dụng nhé. Bài nào nó cũng đổi được hết, nên là các em cứ yên tâm khi mà sử dụng. Thì đây các em có thể thấy là cái bài nước ngoài này, chỉ cần bài nước ngoài này, mặc dù là bài nước ngoài này thôi nhưng mà đổi rất là êm, vẫn rất là êm và rất là nhanh nhá. Đó, đây chị chưa quen tay lắm nên là nó hơi bị lỗi một tí. Nhưng mà các em về các em tập là các em quen tay đi là các em có thể đổi dễ dàng rồi, một cách dễ dàng rồi, không việc gì phải lăn tăn cái vấn đề là chất lượng của nó như thế nào, bởi vì tất cả các sản phẩm bên chị chất lượng đều hoàn toàn là chất lượng cao hết nhá. Thì chị sẽ cho các em thấy là cái công cụ của nó, nếu như mà không chưa được độ vào bên trong nó sẽ như thế nào. Đây là cái công cụ khi mà chưa được độ bên trong nhé. Cái công cụ này là cái công cụ rời của nó, thì bên chị cũng có bán lẻ cái công cụ như thế này nhá. Đó, bên chị có bán lẻ những cái công cụ như thế này. Thì cái công cụ này ở những cái áo bình thường ấy, thì nó sẽ độ vào như thế này này, độ vào ống tay như thế này, hoặc là độ vào đây này. Đó, độ vào đây hoặc độ vào ống tay là sử dụng được nhá. Thì nhà chị có bán cái công cụ bình thường như thế này, cách thức hoạt động của nó cũng rất là ok nhá. Cách thức hoạt động của nó cũng y như khi độ vào trong áo thôi, và cũng đổi cũng rất là nhanh. Tiếng kêu phát ra thì rất là bé, không hề to một tí nào nhá. Đó, không hề to một tí nào cả. Đấy, rất là nhanh nhá. Thì nhà chị cũng có bán lẻ cái công cụ như thế này. Ở đây nó có cái nút bấm này, trong áo thế. Đây nó có cái nút bấm, mình bấm vào cái là nó tự động nhả bài cho mình nhá. Thì qua cái video này thì em nào mà có nhu cầu hoặc là có thắc mắc gì ấy thì có thể liên hệ. Hello các anh em nhá. Để phục vụ cho những anh em nào có niềm đam mê với bộ môn bài lá, trong dịp Tết năm nay thì bên em đang tung ra cái sản phẩm áo thần thánh này. Đây là một chiếc áo đổi bài nhá các anh em nhá. Và nhìn nó được thiết kế thì rất là đơn giản này, gọn gàng, trông nó như là một cái áo bình thường thôi, màu đen này, mặc là không sợ bị bẩn đâu. Và áo này thì giúp cho các anh em có thể là thoải mái, thỏa sức để chơi, tận hưởng cái niềm đam mê bài lá của mình nhá. Đây, trơn luôn. Bây giờ em đổi con khác luôn. Nếu mà các anh em thích em đổi luôn con khác để cho các anh em thấy. Con này đi. Bài nào cũng được hết luôn ạ. Bài nào cũng được, kể cả bài các anh em mua ở ngoài cũng được. Tuyệt vời luôn. Cưa em nào em đấy đổ luôn nhá. Đấy, đổi rất là đơn giản. Áo thụ đông, đến nếu mà anh em nào thích, đấy, anh em có thể lựa chọn được dòng sản phẩm này. Đấy, bên mình có đầy đủ tất cả các size đối với công ty mà Casino, vậy không thiếu mặt hàng về sản phẩm nào. Tất cả những sản phẩm đồ chơi cờ bạc bên mình đều cung cấp tất cả cho anh em. Đấy, rất nhiều mẫu áo thụ đông này. Kể cả bên mình áo sơ mi cũng có anh em nhá. Áo sơ mi bên mình cũng có. Đấy, hoặc là những áo đây. Áo thu đông này, áo phao này. Đây, thì những bộ áo phao này thì anh em đổi qua tay áo anh em nhé. Đây mình sẽ mặc lên rồi anh em này, mặc lên mình sẽ test thử cho anh em. Áo thì cực kỳ đẹp rồi, mặc cực kỳ ấn, mùa đông này
Đấy, anh em đi chơi mặc chiếc áo này, đấy, không ai có thể phát hiện ra anh em đang sử dụng một chiếc áo đổi bài. Thì ví dụ này, ví dụ nhá, thì ở đây là chính cái phần đổi tay áo của nó này, đây chính là cái phần tay áo, anh em thấy chưa? Đó, chỉ còn hai lá, thì đánh liêng anh em có thể bỏ, thì anh em úp thẳng vào lọc này, đến ván bài thứ hai, đấy thì anh em nên nhớ là khi anh em đổi con gì, là anh em phải cất con gì trong này, là anh em phải nhớ anh em nhá. Đấy, rất là đơn giản thôi, đối với bài thứ hai vẫn chưa được bốn nhà, ai chia cũng được, cái gì hợp hay là người khác chia đều được hết. Đấy thì ván bài thứ hai là mình lên cũng là một nước. Đấy, nhưng thì mình sẽ đổi, nếu sạc là anh em chơi tầm đến 7 đến 8 tiếng nó hết pin được. Đấy, mỗi sân chơi đấy, chơi bài lá thì anh em chỉ chơi được trong vòng 2 tiếng là cùng. Còn đối với dòng ví đổi bài là anh em đi chơi nó rất đơn giản. Đấy, và cái thực tế là kia thời lượng đấy, chơi của nó cực kỳ là lâu anh em nhá, cực kỳ lâu. Đấy, cái dòng ví này cực kỳ chơi thì rất đơn giản rồi, rất dễ chơi. Đấy, ví dụ anh em chơi liêng hay sâm hay những cái bộ môn chơi khác ba cây thì đấy, anh em đi chơi là anh em như với chơi bài bốn lá anh em nhá. Anh em đi chơi anh em đặt cái trước ví này là trước mặt mình như này, đấy, anh em đè cái gối lên, đấy, anh em đè cái gối lên để nó, đấy anh em thấy chưa? Đấy, đổi thì cực kỳ nhanh, thì anh em đổi bài thì không có một phát hiện một tiếng động gì. Đấy, muốn cho ra thì anh em chỉ cần bấm phía dưới này là tự động nó sẽ ra con bài, nó rất là dễ dàng. Đấy, thì đối với những mẫu ví này cực kỳ rẻ, chỉ hơn 1 triệu đồng là anh em có thể sử dụng nó rồi. Đấy, và những sóng sới nào mà anh em muốn sử dụng với những cái mẫu đồ chơi nào thì nhà mình đều cung cấp hết đến cho tất cả anh em. À, hay những mẫu áo đổi bài nhà mình đều có hết anh em nhá. À, áo đổi bài đó. À, hoặc là những cái dòng máy đánh bài, đấy, kính áp tròng, đấy, tùy thuộc cái sân sới anh em chơi, anh em muốn chơi những cái dòng đồ chơi nào thì nhà mình đều có cả cho anh em nhá. À, thì ví dụ mình test thử những cái môn chơi để cho anh em tham khảo này anh em nhá. Đấy, thì ví dụ mình sẽ thử cho anh em với bộ môn chơi, ví dụ bộ môn chơi liêng đi, mình sẽ test thử cho anh em. Thì đi chơi với dòng ví này anh em không cần phải lùa bài, nó khác với những cái đồ chơi còn lại, ví dụ kính là anh em phải lùa bài này, máy đánh bài anh em cũng phải lùa bài, nhưng đối với sản phẩm ví đổi bài anh em không cần bất kể phải lùa một cái thiết bị nào khác vào trong sòng sới nữa, anh em chỉ cầm duy nhất đó chính là cái chiếc ví này. Đấy, rất là bình thường, anh em đi chơi là anh em vẫn có thể đúc tiền hay đúc thẻ bình thường em nhá. Đấy, thì ví dụ này, ví dụ mình sẽ chọn với cái bộ môn chơi liêng đi chẳng hạn, mình sẽ test thử cho anh em bộ môn chơi liêng. Đây, ví dụ nhà cái này chia cho mình này. Đấy, mình là người chia đi. Đấy, mình là người chia này. Là mình sẽ lấy một chiếc ví lên anh em nhá. Thì cái chiếc ví này đó chính là cái chiếc ví đổi bài của mình nha. Thì nhà mình lặn này. Thì nó ra là 4 điểm anh em nhá. 4 điểm con này. Thì mình làm sao? Đấy, mình muốn cất đi con quy. Đấy anh em nhá. Cái bài này chắc chắn là mình úp rồi. Đấy, để tránh cái trường hợp vì trong lúc gà lại nó nói chuyện với vấn đề tiền nong rất là nhiều, đi bao nhiêu hay này nọ bao nhiêu thì sẽ không bao giờ để ý anh em. Đấy, đổi bài đấy anh em nhá. Thì anh em hãy tạo cho mình một cái khe hở như này. Đây, anh em hãy tạo cho mình một khe hở này. Đấy, để anh em có thể đưa con quy này vào trong cái chiếc ví này anh em nhá. Để khi mà tại sao mình lại phải tạo cái khe hở này, lấy ví dụ anh em mà để này nó sẽ trôi tất cả ba con này vào, nhưng nếu mà anh em để như này nó sẽ chỉ là một lá thôi. Đấy, anh em chỉ cần đưa tay này. Đấy, anh em chỉ cần đưa này này, mình sẽ thao tác gần cho anh em này. Đấy, đưa này là chắc chắn trên tay mình chỉ còn có 2 cây thôi. Đấy, thì cái bộ lọc